Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất huyền thoại Đại Ngàn Con Tum, trong một gia đình nông dân, dưới tôi còn có ba em. Tôi năm nay 27 tuổi, đến cái tuổi mà mọi người bảo thường đã yên bề gia thất, thì tôi vẫn còn thu mình trong vỏ bọc vì vẻ bề ngoài. Những khuyết điểm về ngoại hình khiến tôi trở nên thiếu tự tin với giao tiếp bên ngoài. Công việc hiện nay của em là làm kế toán trong một công ty tư nhân. Lý do em muốn tìm đến chương trình là em muốn thay đổi lại diện mạo của mình. Do nhiều lúc đi ra ngoài, đi làm đồ, em bị mặc cảm và thiếu tự ti với diện mạo bên ngoài của mình. Khuyết điểm về ngoại hình của em là như là mắt thì không mí, nó nhỏ mà nó lại không được đẹp. Da mặt thì nó lại bị rỗ quá nhiều. Môi với răng của em thì răng thì nó lại không đều, môi thì nó bị lệch một bên nhỏ một bên to. Da em bị thì lâu rồi chị, bị từ lớp 9 là bắt đầu em vừa bị mụn, nên sang lớp cuối lớp 9 là em bị trái rẽ, xong nó để lại cái sẹo lớn, nó không lành, mụn thì mụn mủ, nó cứ ấy làm nó hư da. Là một nhân viên kế toán văn phòng, công việc có đòi hỏi phải giao tiếp với khách hàng và đối tác. Nhưng hàng ngày ngoài công việc ở công ty ra, tôi thường về nhà trốn mình trong những trang sách, trong thế giới của riêng mình, để tránh phải đi gặp gỡ giao lưu với mọi người. Lúc nhỏ, tôi dường như không ý thức được vẻ bề ngoài, nên khi tuổi dậy thì đến nay, tôi bắt đầu bị nổi mụn, và những cái mụn thường rất lớn có mủ bên trong. Ai mách thuốc gì, phương pháp nào tôi cũng đều thử, nhưng đều không có hiệu quả. Hậu quả là mặt tôi để lại những vết rỗ rất to và sâu. Và đôi mắt nhỏ không có mí lại bị cận thị, khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Sở thích của em đó là đọc sách. Em thích viết, thích đi đây đi đó, thích làm những cái việc mà nó thuộc dạng sáng tạo á. Thiệt ra em làm nghề kế toán nhưng mà em lại không thích mình bị gò bó vô công việc nhiều. Cái nghề kế toán thì đúng ra là nó thì dạng rập khuôn, chuẩn mực. Nhưng mà em thì em lại thích một cái nghề mà nó có thể làm cho mình sáng tạo. Có thể mệt mỏi, có thể như công việc đó nó làm cho mình mệt mỏi, nhưng mà bù lại thì nó lại cho mình sức sống, kiểu tươi trẻ, mới mẻ hơn. Em thích chụp ảnh rồi làm quảng cáo, ý tưởng. Còn nếu mà nói mà em thích hơn thì em thích làm những cái mà như là về để ra mắt một cuốn sách rồi vậy đó. Chạy PR rồi quảng cáo, demo cho chương trình. Nhưng mà thường thường mình có một ngoại hình tốt á, thì mình sẽ giao tiếp tốt. Mà nhiều lúc trong công việc, ví dụ như chị có ngoại hình tốt á, thì cái người mà họ hướng dẫn chị họ cũng nhiệt tình hơn là mình có ngoại hình không được bắt mắt. Nhiều lúc mình thấy cái đẹp mình vẫn thích hơn là cái không đẹp chứ. Em tương đối không hài lòng mấy, tại vì công việc nó gò bó với thời gian, với lại là em nghĩ sức mình còn làm được nhiều hơn đó mà mình bị kiểu như nó bị ép vô một tình thế mà mình khó buông ra. Do nhiều lúc công việc thì nó đòi hỏi ngoại hình nhiều, mà em thì không có ngoại hình, cho nên nhiều lúc em sợ thay đổi. Năng lực thì em luôn làm hết công việc của cơ quan giao. Cái nghề kế toán của em là đòi hỏi mình phải giao lưu với mọi người nhiều, mà khuôn mặt mà không có tự tin á, sau đó em hay trốn ở nhà nhiều hơn. Có nhiều lần em tính nghỉ để xin việc mới lắm, nhưng mỗi lần mà em xin việc mới thì đa số họ khi mà ấy họ không có chấp nhận. Họ nói ngoại hình đồ nó không có dễ thương đồ. Nhiều lúc công việc bây giờ họ đòi hỏi cái ngoại hình phải tươi trẻ rồi dễ thương đồ, mà em thì lại không có cái đó. Em thì có thể em nói chuyện không bằng người ta, nhưng mà giao tiếp em vẫn có thể giao tiếp tốt, nhưng mà ngoại hình thì em lại không có. 2 năm trước, tôi đã từng quen và yêu một người bạn trai qua mạng. Khi chưa gặp nhau, dường như anh ấy rất hiểu, đồng cảm và tốt với tôi. Tôi rất hạnh phúc vì nghĩ cuộc đời mình sẽ thay đổi khi có tình yêu đến.
Nhưng khi anh ấy và tôi gặp nhau lần đầu về, anh ấy đã im lặng. Rồi nhiều chuyện xảy ra, các mối quan hệ xung quanh anh ấy và tôi, bạn anh biết và đã ngăn cản anh ấy đến với tôi. Họ bảo tôi quá xấu. Tôi đã nghĩ chỉ cần mình tốt là mọi người yêu quý. Nhưng tôi đã sai. Nếu vẻ bề ngoài không đẹp hay ưa nhìn thì sẽ chẳng ai có thể muốn nhìn mình thêm lần nữa. 2 năm qua, khi biết rõ vấn đề nằm ở đâu, hằng đêm tôi luôn mong ước được hoàn thiện vẻ bề ngoài, khắc phục những khiếm khuyết về ngoại hình, để làm những điều mình mơ ước, đến những nơi mình thích, làm những việc mà mình yêu mến. Em mong muốn là nhờ chương trình thay đổi lại diện mạo để em có thể tự tin hơn, để bước ra khỏi cái vỏ bọc của chính mình, để tìm những công việc tốt để mình hoàn thiện mình, làm cho mình tốt hơn. Chào Ngọc Vy. Anh chào bác. Chương trình Cuộc Sống Mới có nhận được cái hồ sơ của Ngọc Vy, thì bác sĩ Long cũng đã xem qua. Hôm nay thì chúng ta gặp nhau để phân tích những cái vấn đề của Ngọc Vy, và sau đó thì bác sĩ Long sẽ cho Ngọc Vy biết rằng cái phương án chúng ta làm như thế nào để chúng ta điều chỉnh những cái khiếm khuyết đó. Thì trước tiên bác sĩ Long sẽ hỏi Ngọc Vy vài vấn đề ha. Không biết Ngọc Vy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa bác sĩ, em sinh năm 89. Mình là 89, rồi. Ngọc Vy ở đâu? Dạ em ở Kon Tum. Trong cái hồ sơ mà Vy gửi về cho chương trình đó, thì Vy có trình bày 2 vấn đề. Thứ nhất là cái sẹo ở trên mặt rất là nhiều. Thứ hai là đôi mắt. Đầu tiên là chúng ta nói về cái sẹo đi, thì không biết là cái sẹo này Ngọc Vy có từ khi nào và vì sao nó lại có những cái sẹo như thế? Thưa bác sĩ, năm lớp 9 á, em có bị trái rạ, xong rồi là bắt đầu nó có sẹo. Nó sẹo rồi nó không lành, sau đó thì bắt đầu mụn lên. Mụn lên thì những mụn bọc mà cồi mủ á, khi mà lấy hết mủ ra thì nó vẫn cứ để sẹo, sức có sức thuốc này kia nhưng mà nó không có được hết. Tức là trước tiên là bị trái rạ. Trái rạ nó cũng phải lành chứ, sao nó không lành? Nó lành nhưng mà nó vẫn bị sẹo lõm. Nó bị sẹo lõm. Thì sau đó thì lại bị một đợt mụn nữa đúng không ạ? Mụn thì nó bị dai dẳng. Dai dẳng. Kiểu như nó thời gian dài. Thời gian dài. Như vậy là ở trên cái nền da nó gồm có 2 cái tổn thương một lượt. Thứ nhất là cái tổn thương do cái trái rạ để lại, và cái chồng lên nữa là do cái sẹo mụn đúng không ạ? Và để ý trên cái gương mặt của Ngọc Vy đó, thì cái nửa mặt bên tay phải đó của Ngọc Vy đó, thì cái sẹo có vẻ trầm trọng hơn, nặng hơn ở bên nửa mặt bên tay trái đúng không ạ? Cái thứ hai là cái đôi mắt, thì cái đôi mắt của Ngọc Vy thì Ngọc Vy nghĩ là nó có vấn đề gì cần điều chỉnh? Nó không có mí mà mắt nhỏ, mà nó lại mí trên nó lại bị sụp. Vừa rồi thì Ngọc Vy đã trình bày những cái vấn đề mà Ngọc Vy cảm thấy là mình gặp phải. Nhưng đứng về góc độ chuyên môn á, thì hôm nay chúng ta gặp nhau thì bác sĩ sẽ phân tích cho Ngọc Vy cũng như các bạn xem đài thấy một số cái vấn đề nữa có thể là Ngọc Vy không có nhìn thấy, thì và phân tích chi tiết hơn. Sau đó thì bác sĩ Long sẽ nói các phương án để chúng ta điều chỉnh sao cho chúng ta sẽ có được một cái diện mạo mới tốt hơn. Trước tiên thì quan sát trên cái hình thẳng đó, thì chúng ta thấy một số vấn đề. Thì đúng như Ngọc Vy trình bày đó, thì chúng ta quan sát thấy rằng đó là cái sẹo trên da mặt ở nửa mặt bên phải của Ngọc Vy nó trầm trọng hơn nửa mặt bên tay trái. Và quan sát kỹ thì chúng ta thấy ở trên này có rất nhiều sẹo lõm. Có những cái sẹo to là do trái rạ để lại, và những cái sẹo nhỏ li ti hơn, cái đó là do mụn. Như vậy thì trên một cái nền da như thế này nó gồm có 2 loại sẹo mà nó tồn tại. Và để điều trị những cái sẹo này, hiện nay thì chúng ta dùng cái công nghệ laser fractional, người ta còn gọi là laser phân tách hay là laser vi điểm. Thì cái laser này nó là cái laser đặc trị cho tất cả những cái sẹo lõm, sẹo rỗ ở trên mặt. Thì chúng ta sẽ áp dụng cái công nghệ này. Đây là một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay để điều trị sẹo lõm cho Ngọc Vy. Rồi, vấn đề thứ hai của Ngọc Vy là vấn đề đôi mắt.
Thì khi mà nhìn thẳng như thế này đó, Ngọc Vy có thể tháo kính cho bác sĩ nhìn chứ. Nhìn thẳng như thế này đó thì cái ấn tượng đầu tiên đó, thì do cái khung xương của Ngọc Vy nó không có đều, hai bên nó không có đều nhau ấy, cho nên nó tạo nên cái tình trạng, cái vấn đề là cái đôi mắt của Ngọc Vy đó, cái bên tay phải của Ngọc Vy và bên tay trái của mắt bên phải và mắt bên trái nó có một cái sự chênh lệch về chiều cao theo cái mực nước nằm ngang đó, thì con mắt bên phải nó cao hơn, mắt bên trái nó thấp hơn. Thì đây là cái vấn đề của khung xương, cho nên chúng ta cũng có thể điều chỉnh được, nhưng mà điều chỉnh tương đối là hạn chế. Cái vấn đề thứ hai là cái da ở trên mí trên nó đổ sụp xuống, làm cho gần như là chúng ta không có thấy mí luôn, không có thấy cái mí mắt hai bên giống nhau. Thì cái này là chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được tốt bằng cách là chúng ta sẽ bỏ cái phần da mí trên đi, nó ta tạo mí lại để cho cái đôi mắt này nó, thứ nhất là nó có cái mí rồi, thứ hai là nó sẽ to lên về cái chiều trên dưới, nó tăng cái độ to của nó. Và cũng có một vấn đề nữa, nó nằm theo cái chiều đổ da này, ở bên trong góc trong nó bị một cái miếng da nó che khuất ở phần này, làm cho cái đôi mắt của Ngọc Vy nó bị hẹp về chiều ngang. Chiều ngang này nó nhỏ. Như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết luôn cái phần góc trong này. Để làm gì? Để tăng cái chiều dài của con mắt lên. Hồi nãy là chúng ta nói là tăng cái chiều cao, tăng cái chiều cao. Bây giờ chúng ta tăng luôn cả cái chiều dài. Thì cái việc tăng chiều dài này, thứ nhất làm cho đôi mắt nó to ra, nó to ra. Thứ hai thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta mở rộng cái chiều dài này đó, thì mắt bên phải và mắt bên trái có vẻ nó sẽ gần nhau hơn. Do chúng ta làm cho nó, cái góc này nó mở rộng ra, thì nó sẽ gần nhau hơn. Và cái điều đó làm cho cái đôi mắt chúng ta sinh động hơn, đẹp hơn. Đôi mắt to thì lúc nào cũng là đôi mắt đẹp. Nhất là nó to cả về chiều ngang lẫn chiều dài. Thì đây là cái kỹ thuật gọi là mở rộng góc mắt trong. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ có đôi mắt to hơn, đẹp hơn. Nếu cần thiết thì người ta cũng có thể mở rộng bên dưới, mở rộng bên ngoài. Hiện nay cái kỹ thuật nó đã tiến bộ đến mức là chúng ta có thể mở rộng cả bốn hướng luôn. Nhưng mà đôi mắt của Ngọc Vy thì chúng ta chỉ cần mở rộng hai hướng thôi, và nó đã đủ cho đôi mắt nó đẹp rồi. Ngoài hai cái vấn đề mà Ngọc Vy có trình bày trong hồ sơ của mình á, thì qua thăm khám bác sĩ phát hiện thêm một tí là cái phần môi và phần cằm của Ngọc Vy đó, nó cũng chưa được hài hòa lắm. Cụ thể là chúng ta thấy cái phần này nó nhô lên khá nhiều, làm cho cái cằm chúng ta bị tụt ra phía sau, nó không có đẹp. Về mặt góc độ thì chúng ta thấy ba cái điểm này ngay chỗ góc mũi, và một cái điểm môi trên, và có một điểm cằm, ba cái điểm này nó cũng chưa được hài hòa. Như vậy thì bác sĩ nghĩ rằng Ngọc Vy sẽ nên làm thêm cái phần là đẩy cái cằm này ra phía trước một chút. Chúng ta nâng cái cằm lên. Như vậy sau khi nâng cằm thì chúng ta thấy cái phần dưới này nó sẽ đẹp hơn, và cái gương mặt chúng ta nhìn nó sẽ thanh thoát hơn, hài hòa hơn. Do đó thì cái phần cằm này bác sĩ cũng sẽ điều chỉnh luôn cho Ngọc Vy, để sau khi làm xong thì chúng ta được một cái hoàn hảo hơn, toàn diện hơn. Chúng ta sẽ dùng sụn nhân tạo để chúng ta nâng cằm. Đây là phương pháp mà rất là thích hợp đối với cái phần cằm. Và thêm một vấn đề nữa trên cái gương mặt của Ngọc Vy, để cho cái gương mặt mình nó hoàn hảo hơn, thì qua thăm khám bác sĩ cũng thấy rằng cái mũi của Ngọc Vy hơi ngắn, phần này, cái phần chóp này nó không có được đẹp, chiều cao cũng chưa được tốt lắm. Cho nên là chúng ta cũng sẽ dùng cái phương pháp là chúng ta dùng sụn nhân tạo kết hợp với sụn tự thân để chúng ta cải thiện luôn cái chiều cao cũng như là cái chiều dài của mũi. Như vậy thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì cái mũi đóng vai trò rất là quan trọng trên cái gương mặt. Một cái gương mặt đẹp thì không thể nào thiếu một cái chiếc mũi đẹp. Do đó chiếc mũi cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà cải thiện cái hình ảnh, cái sắc diện của gương mặt. Cái gương mặt của Ngọc Vy nó hốc hác. Trên cái gương mặt của Ngọc Vy nó có một cái đặc điểm là nó bị mất cái thể tích nhiều quá. Cụ thể là nó bị hóp hai cái má nhiều quá, hai cái má hai bên này. Thì do nó hóp như vậy đó,
thì làm cho cái gương mặt mình nó trở nên nó hốc hác, mà nó không có tươi trẻ tươi mát, kèm với cái da nó bị rỗ bị mụn nữa. Do đó thì nếu như trong quá trình mà thực hiện bác sĩ cảm thấy cái phần này nó tiện lợi thì bác sĩ sẽ làm cho cái gương mặt này nó đầy đặn hơn bằng cái phương pháp là chúng ta sẽ lấy mỡ tự thân để chúng ta ghép lên. Thì cái ghép mỡ tự thân này đó, bản thân của nó đó không có chỉ là làm đầy làm tròn cái gương mặt, mà nó còn đóng góp vào cái sự tươi trẻ của cái làn da nữa ha. Rồi thì đây là cái phương án mà chúng ta đề ra. Rồi không biết Ngọc Vy có hỏi thêm gì không? Dạ thưa bác sĩ, nhưng cái chỗ môi của em á thì có thể sửa được. Em thấy môi dưới nó dày. Thực ra thì cái môi của Ngọc Vy á, nó còn liên quan đến cái răng, cái hàm răng. Thì sở dĩ chúng ta thấy cái môi dưới nó hơi dày là bởi vì cái toàn bộ cái răng của chúng ta, cái hai cái hàm trên và hàm dưới nó bị đẩy ra phía trước hơi nhiều, làm cho cái phần môi nó đẩy ra. Thì khi mà chúng ta làm cái cằm đó, chúng ta nâng cái cằm đó, thì Ngọc Vy sẽ thấy là cái môi dưới nó sẽ đỡ hơn. Từ khắc chúng ta, tại vì đó là cái ảnh hưởng, cái cộng hưởng chung của hai cái bộ phận môi và cằm. Khi mà chúng ta đưa cái cằm ra đó, thì chúng ta sẽ thấy cái môi nó đỡ bị dày hơn. Do đó thì cái môi nếu muốn thì vẫn có thể làm cho nó mỏng đi một tí được. Thì đây là cũng là một trong những cái yếu tố xem xét. Và nó cũng dễ dàng thực hiện thôi, không khó lắm. Đối với bác sĩ Long và cộng sự ở đây thì cũng có thể, nếu Ngọc Vy muốn thì cũng có thể làm mỏng cái môi dưới đi. Như vậy thì chúng ta sẽ cộng hưởng với cái việc mà chúng ta làm cái cằm đó, thì đương nhiên là cái phần này nó sẽ đẹp hơn. Thì cái yêu cầu của Ngọc Vy cũng là một cái yêu cầu chính xác, cũng có thể thực hiện được nha. Rồi bây giờ thì Ngọc Vy sẵn sàng chưa? Dạ thưa bác sĩ, em là sẵn sàng. Sẵn sàng cách đây mấy ngày rồi đúng không? Rồi bây giờ thì chúng ta bắt đầu nha. Rồi, mời em. Những ước mơ, những đam mê, dù nó lớn hay nhỏ, dù nó là của bất cứ ai, luôn đáng được trân trọng và chấp cánh. Dù có thể sẽ cần đến rất nhiều sức lực, tâm huyết, nhưng với tình yêu, trách nhiệm của các chuyên gia chương trình Cuộc Sống Mới sẽ luôn đồng hành cùng với Ngọc Vy để con đường chinh phục ước mơ của em sẽ thật gần.